Cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại Việt Nam xin chào tất cả các bác nhá. Và ngày hôm nay thì cũng là ngày 23 rồi, cũng cận Tết rồi các bác, sắp đến Tết rồi. Hôm nay thì trong sau thời gian mà đi lắp nhiều đấy, thì rất nhiều các bác khách hàng mà đã nâng cấp những mặt hàng ở đây. Thì hôm nay có rất là nhiều mặt hàng ở đây các bác nhá. Loa này, các bác nhìn thấy chưa? Một dãy loa này. Đây một hàng đầy. Đấy. Một hàng đầy. Vang này, mic này, quản lý nguồn đây. Và loa bên này nữa này, loa loa nằm đây. Và cả súp ở trên này nữa, thế đây súp đây, đây em đang tháo đây. Và trước khi đi vào clip ngày thanh lý ngày hôm nay thì em có đôi điều để chia sẻ với các bác, đó là đối với những mặt hàng thanh lý ở đây thì em đã đều đánh mã số này, và thứ hai là đối với những mặt hàng nặng đấy, hay là tất cả những hàng thanh lý ở đây thì khi bác lấy, đối với mặt hàng nhẹ thì bác đặt cọc trước giúp em khoảng 200.000. Còn đối với những mặt hàng nặng nhé, thì các bác đặt cọc trước cho em khoảng 300.000. Và đối với những mặt hàng loa đẩy hay là súp đấy, thì em sẽ ưu tiên cho những các bác khách hàng gần cửa hàng Hiếu Minh tại cửa hàng miền Nam nhé. Em sẽ ưu tiên những bác khách hàng gần cửa hàng Hiếu Minh tại miền Nam đấy. Đấy là em chia sẻ một chút các bác về những mặt hàng mà đang có tại cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại miền Nam. Rồi ok, thì bây giờ em sẽ đi vào với clip ngày hôm nay nhé. Thì đầu tiên ở đây là em giới thiệu đến các bác về ở đây có hai chiếc quản lý nguồn. Chiếc thứ nhất đó là một chiếc quản lý nguồn, con này thì của bác khách bác nâng cấp đây, thuộc trong hai bộ, bác nâng cấp lên con vang cao cấp bên em đấy, con vang hơn mười mấy triệu đấy của AOP. Thì bộ mà chú nâng cấp này, quản lý nguồn JBL S668, con này thì có 8 cổng ở trước nha các bác nhé, và một cổng 8 cổng ở sau và một cổng ở trước. Đấy, đây. Con này thì bác chia sẻ bác mua bên Cao Phong Audio. Đây, 8 cổng. Thì các bác có thể cắm, đối với những con đẩy hay là súp thì bác nhà có súp điện thì các bác cắm bằng cổng 8 này. Còn đẩy các bác cắm bằng cổng 7 nhé. Đấy. Thì các bác có thể cắm như thế nó dễ. Con dây nguồn rất lớn. Dây nguồn lớn nhá. Rồi, ok. Và chiếc quản lý nguồn này thì em thanh lý với các bác với giá là 750.000 đồng nha các bác nhé. Đấy, giá rất chi phải chăng cho các bác mua. Đây em quay chi tiết mặt đằng trước các bác này, được chưa? Một màn hình hiển thị đồng hồ giữa này. Đằng trước này. 750.000 đồng chiếc số 1. Quản lý nguồn JBL S668 750.000. Và tiếp theo là chiếc số 2 là chiếc quản lý nguồn rất là nổi tiếng của hãng MB Acoustic. Nhắc tới MB Audio. Nhắc tới hãng MB Audio thì các bác đã biết rồi, rất là nổi tiếng về quản lý nguồn. Cho ra những dòng quản lý nguồn đời mới, và chiếc quản lý nguồn hôm nay em giới thiệu thanh lý với các bác về quản lý nguồn MBS500 Pro. Thì cái bản này thì là cái bản của đầu năm 2022 các bác nhé. Thì chiếc quản lý nguồn này thì nó thiết kế đến 8 cổng và nó có thiết kế đến 8 cổng và các bác bật tắt dễ dàng nhé. Bật tắt dễ dàng bằng một cái nút hiển thị ở đằng trước này. Đấy, con nút bàn phím mềm. Và 8 cổng đằng sau. 8 cổng đằng sau các bác nhé. Đấy, có 2 cổng đằng trước và 8 cổng đằng sau, tổng 10 cổng. Thì con này nó đang bị tình trạng là cái đèn báo này, tức là cái đồng hồ báo này, nó báo trên 230V đây. Nhập đồ cho các bác này. Cái này thì nó chỉ bị lỗi một chút về cái đồng hồ thôi. Đây, em cắm cho các bác có thể nhìn thấy nhé. Tức là những dòng sản phẩm ở đây thì có cái thì nó bị lỗi nhỏ, có cái lỗi ít. Đấy, thì có cái nào thì em sẽ khuyên các bác nên mua, mà có những cái nào mà em sẽ khuyên dành cho những anh em thợ. Đấy. Thì cái này nó chỉ bị như này thôi. Đấy, đồng hồ nó chỉ báo lên 250 mấy thôi. Đây. Thế này em ghi ở đây là báo trên 230V, nó chỉ bị lỗi cái chip đọc ở trong này. Này thì không đáng kể nha các bác nhá. Dùng bình thường. Bác dùng bình thường nhá. Và em thanh lý cho các bác với giá là 850.000 đồng. Chiếc quản lý nguồn MBS500 Pro bình thường em đang bán với giá là 1.500.000 quản lý nguồn này. Đấy, thì hôm nay em thanh lý cho các bác với giá là 850.000 đồng. Đấy. Đấy. Rồi ok. Và tiếp theo ở đây là đến những dòng vang số nha các bác nhé. Dòng vang số bãi. Ở đây là có 3 chiếc vang số bãi thì em sẽ thanh lý với các bác. Đầu tiên là một chiếc 3G Audio. Đấy. Đây. Con này thì các bác có thể chỉnh được bằng tay được nhé. Chỉnh bằng tay rất là dễ dàng. Đây, con này thì không cần phải giới thiệu nhiều nữa rồi. Rất nhiều anh em đã dùng, anh em đã biết. Đây, ở
Đằng sau thì nó sử dụng 4 cổng này, center, left, right và cổng sub này, mic A, mic B. Đấy. Đây các bác có thể chỉnh được máy tính được nhé. Chỉnh máy tính thì chỉnh tay được hết. Màn hình thị LCD giữa này. Đây, thuật bên trong đây, các bác nhìn nhá. Nó sử dụng một nguồn một cái nguồn rất là lớn ở đây này, một nguồn rất là lớn. Bình thường những con vang bãi này ở ngoài anh em đang bán đâu đó với giá là khoảng 2 triệu đồng, gần 2 triệu đồng các bác nhá. Gần 2 triệu đồng đối với quản lý đối với chiếc vang này. Đấy, linh kiện bên trong đây. Đấy, vì mạch chống hú này. Rồi, ok chưa? Đấy, chống hú mic này. Vì này, linh kiện nhé. Con này sử dụng linh kiện rất là tốt nhé. Nếu mà so sánh với những dòng vang có thể so sánh với dòng vang Theta được nhé. Theta. Dòng vang Theta đang bán đâu đó trên 3 triệu đồng. Thì con vang này thì em thanh lý cho các bác với giá là 750 ngàn đồng. Chiếc số 3. 3G Audio DCM1X. Đấy. Đây. Đấy chưa? Ok chưa? Em quay rất là chi tiết cho các bác nhá. Đấy, để các bác khi mua hàng thì có thể theo dõi. Đấy. Ok chưa? Nha. Rồi. Và tiếp theo là một chiếc vang ETC. Đây, dòng vang thuộc dòng vang của Mỹ nha bác nhá, thương hiệu của Mỹ. Và dòng vang này nó đã rất là nổi tiếng, đã được rất là nhiều anh em đã dùng. Thì đối với dòng vang bãi này thì các bác có thể chỉnh hoàn toàn bằng tay được nhé, chỉnh rất là dễ dàng. Và con này thì bác khách bác cũng đã cài đặt và em cũng đã thử, chất âm rất là tốt nhé, dòng vang này chất âm rất tốt. Đấy, thì bình thường ở ngoài anh em đang bán đâu đó với giá là gần 3 triệu đồng, hơn 3 triệu đồng đối với con vang ETC DCMX này. Thì nó con này nó bị tình trạng cái cổng quang này nó hơi bị lỏng thôi nhé các bác nhé, cổng quang này hơi bị lỏng, lúc bắt được lúc không thôi. Đấy, lại chỉ bình thường. Còn con vang này thì bình thường anh em đang bán đâu đó gần 3 triệu đồng. ETC IC 1.0 nhé các bác nhé. Đấy, 231 này, IC 1.0. Con này thì nó sử dụng 3 cổng mic đằng trước. Và nó thuộc dòng vang số, số chỉnh tay. Thì bác có thể chỉnh hoàn toàn bằng tay được nhé. Chỉnh rất là dễ dàng bằng tay. Cổng đằng sau nữa nó sử dụng 3 cổng vào là left, right. Và output đường line thì nó sử dụng là line out ấy. Thì cũng sử dụng 3 đường để bác cắm SRL đều được nhé. Và cả đường hoa sen nữa. Và nó sử dụng đường là đường BMG, DVD và CD. Đấy, một đường livestream nữa này. Đấy, dòng vang này cũng sử dụng cả đường livestream và một đường mạng LAN nữa thì dùng ổn định. Con này thiết kế rất là hiện đại nhé. Và sử dụng được mic RAB đằng sau. Rồi ok. Đâu, Vũ mở giúp anh nghe cái này đấy. Kéo tay đấy. Chặt quá. Thì các bác xem linh kiện ở trong nhé. Con này thì hầu như là nó không có một vết chảy xước nào các bác ạ. Con này vang ETC này hầu như là nó không bị chảy xước một tí nào luôn. Em đã test thử rồi và thứ hai là cũng từ từ thôi em. Kéo vào đằng sau. Rất là chặt nhá. Nó lóc nó đóng rất là chặt này. Đây là phần thiết kế bên trong này các bác nhìn nhé. Bỏ cả cái đấy ra. Đây. Đây là phần thiết kế bên trong này các bác nhìn này. Nó sử dụng là một nguồn tăng phô đây này. Một nguồn tăng phô này. Và một cái vỉ mạch. Thì các bác có thể sử dụng hoàn toàn bằng mạng LAN ở đây. Để giúp cho cái tín hiệu âm thanh và tín hiệu vào nó được ổn định hơn. Nha các bác nhé. Đấy. Và nó thiết kế lên đến 3 cổng. Đây các bác nhìn này. Mỗi cổng này. Đây. Và sử dụng hoàn toàn là linh kiện cắm. Ba tụ lớn này để lọc tín hiệu âm thanh. Rồi ok. Đây, em quay chi tiết cho các bác nhé. Sử dụng các con trở 57 huyệt màu. Đấy. Rồi ok. Và đối với dòng vang này thì hiện tại ở ngoài anh em nó bán đâu đó với giá là gần 3 triệu đồng. Thì hôm nay em thanh lý cho các bác với giá là chiếc số 4 này thanh lý với giá là 850 ngàn đồng. Đối với chiếc vang ETC thương hiệu của Mỹ. Đấy, của Mỹ. À, với giá là 850 ngàn đồng nhá, chiếc số 4 này. Ok, IC 1.0. Đóng luôn rồi. Đóng luôn. Và tiếp theo đây là chiếc số 5. Là chiếc vang X6. Thì con vang này nó bị tình trạng này. Cái này là em khuyên là dành cho những anh em thợ nhé. Cái này em chỉ bán cho các bác thợ thôi. Đấy. Thì em không khuyên các bác mua về để dùng, mà em khuyên cho các bác thợ để bán cho các bác thợ để bác về sửa lại và có thể bán lại nhé.
thì con này nó đang bị tình trạng là cháy mất tụ MR, ML. Cháy mất tụ MR, SUP và SR. Còn những cái cổng đây các bác nhìn thấy nhá. Nó bị ba cái tụ này nó bị bay mất cái nắp này, các bác về cần thay tụ thôi. Đấy, ba cái tụ này. Đây. Con X6 này nó chỉ bị cái phần đúng cái phần tụ này thôi. Em bán rất rẻ cho các bác thôi. Và là chạy chip 21375 nha các bác nhá. 21375. Và nó sử dụng đến 6 cổng. Đấy, 6 cổng. Tức là chỉ có cổng MR, SR và cổng SUP là sẽ không ra tiếng, còn những cổng SR này, cổng center này hay là cổng ML vẫn có tiếng âm thanh bình thường. Hai cái đường in này. Đấy, và xét vào cổng bằng RS232 và sử dụng một quạt, quạt gió này. Ok. Và một cái nguồn, đấy, nguồn xuyến này, một nguồn xuyến lớn này. Rất là lớn nhá. Đây. Thì cái này em khuyên là dành cho các bác thợ nhá. Và dòng vang này là vang X6 thuộc dòng Bosa nhá, Bosa X6. Thì em sẽ thanh lý cho các bác với giá là 500.000 đồng nhé. Đấy, cháy mất tụ MR, cổng SUP và SR. Đấy, em ghi rất rõ đây là bị mất bao tụ thì anh em thợ về thay thôi nhé và kiểm tra. Và bình thường thì các bác đang bán ngoài bọn này thì giá đâu đó nó khoảng hơn 2 triệu đồng nhé, hơn 2 triệu đồng đối với con vàng này. Rồi ok, đấy là những con vàng mà em đã thanh lý với các bác, báo với các bác là những con vàng bãi. Và tiếp theo ở đây là đến những dòng vang số đời mới nhá, đời mới của hãng DB Robotics và của CIS nha các bác nhá. Thì ở đây là em có mấy con vang, ở đây em thanh lý các bác, em thâu lại của các bác khách hàng. Đầu tiên là một con vang DB Robotics S525 mã. Thì đối với dòng vang này thì em không cần phải giới thiệu nhiều với các bác nhá. Con này thì nó sử dụng lên đến 61, nó cũng sử dụng lên đến 61 thì các bác có thể dùng bàn phím được và điều khiển. Nhưng con này dùng hoàn toàn bàn phím, nó sẽ sử dụng 41 thì đã cũng đã cài đặt cơ bản rồi. Và các bác hoàn toàn có thể chỉnh bằng tay. Và các cổng vào thì nó đầy đủ các cổng ăn chơi như là USB này, Bluetooth, cổng quang hay là AUX1, AUX2 đầy đủ cho các bác. Đấy. Rồi. Và các phím chỉnh đánh giá là một con vang này cho ra chất âm rất là hay và các bác khi setup hay là lắp đặt rất là dễ dàng nhé. Thì con này thì bác khách bác mua hàng bên em nhé. Hàng bên em thì bác nâng cấp lên một con vang S800. Đấy. Đây. Mặt đằng trước này các bác này, siêu còn chưa bóc luôn này. Đấy, cái siêu còn chưa bóc nhá. Vẫn con này thì hầu như không một vết chảy xước. Nó chỉ bụi một chút thôi. Các bác lau đi là hết bụi luôn. Lau đi là hết bụi. Đấy. Đấy, được chưa? Rồi ok. Đấy. Vẫn còn nguyên tem nhá. Con này thì đối với hàng DB này em vẫn bảo hành cho các bác 6 tháng luôn. Đối với hàng này, em bảo hành cho các bác 6 tháng. Đây. Các cổng đằng sau này sure. Nó sử dụng lên đến 6 cổng nhá. Center này, cổng SUP này, MRML và SRL. Cổng qua một Bluetooth đầy đủ nhá. Rồi ok. Chất âm rất là hay nhá. Nếu mà các bác mà không có điều kiện thì có thể sử dụng sang cái dòng vang số này, chỉnh tay rất là dễ dàng. Rồi, và giá thì em thông báo với các bác là giá em thanh lý với giá là 2 triệu 3 nhá. Chiếc số 6 này 2 triệu 3. Rồi ok. Và tiếp theo đây là em thanh lý với các bác một con vang DB Robotics S500P. Con này thì của bác khách bác ấy nâng cấp lên bên em một chiếc vang một bộ mic DB 750 Plus. Thì con này nó chức năng thì nó vẫn sử dụng tương tự như dòng S525 mã nhưng là đời cao cấp hơn nha các bác nhá, là đời cao cấp hơn. Và đối với dòng vang này nó sử dụng lên đến 61 và các bác chỉnh rất là dễ dàng bằng tay. Và nó sử dụng là Bluetooth 5.0 nha các bác nhá. Đấy. Cổng quang này, official đấy. Này. Con này thì vẫn tình trạng này, vẫn còn nguyên mới nhá các bác nhỉ. Chưa bóc siêu nhá. Đấy, nó vẫn còn một túi bóng trước các bác có thể về dùng, bóc siêu ra để đều được nhá. Con này thì có mua bác nên mua của Hải Đăng Audio nhá. Mua của Hải Đăng Audio. Và đằng sau thì nó sử dụng lên đến 6 cổng. 6 cổng nha các bác nhá. MR, ML, SRL và cổng SUP này, cổng center. AUX1, AUX2 và cổng livestream. Đấy. Một cổng nữa là cổng Bluetooth này, cổng quang này, mic 1 mic 2. Rồi ok. Đấy. Con này thì hầu như không một vết cháy xước này. Đằng trước nó chỉ có bụi thôi. Đằng trước này nó chỉ có bụi thôi nha các bác nhé. Bụi. Và đối với mặt hàng này thì em vẫn bảo hành cho các bác 1 năm luôn. Đối với vang S500P của DB Robotics thì em bảo hành cho các bác đến 1 năm nhá. Dòng này đời mới nhất hiện tại bây giờ. Và chất âm hay hơn cả S525 mã. Thì giá thì ngày hôm nay thì em giá em thanh lý cho các bác với giá là 2.600.000 đồng. Đấy, chiếc số 7 này nhá.
2.600.000 đồng. Rồi ok chưa? Ok nhá. Đấy, hai cái vàng rất là đẹp và hầu như không vết chảy xước. Và tiếp theo ở đây là một dòng vàng DB Cotic S680. Thì đối với dòng vàng S680 này thì nó chạy chip là chip đời cao nhất hiện tại bây giờ, chip 21571, và chất âm nó ngang với dòng DB Cotic S690 nha các bác nhé. S690. Đây. Con này thì của anh khách anh nâng cấp lên bên em một dòng vang số DB S800. Đấy. Đây, mặt đằng trước này. Mặt đằng trước đây nhá, minh 1, minh 2, minh 3. Và các bác có thể chỉnh hoàn toàn bằng tay được nhá. Chỉnh hoàn toàn bằng tay. Đối với dòng vang này tại các bác mua ngoài thị trường giá thì nó sẽ hơn 5 triệu đồng, giá là 5.2. 5.2. Đấy. Đây, ngang với S690 và nó sử dụng lên đến 6 cổng MRML, cổng center, cổng sub, SRL và mic 1, mic 2 đằng sau này. Và nó sử dụng một quạt này, cổng quang này. Đấy. Đây, thì tình trạng của cái dòng vang này, con vang này nó đang bị này, lỗi hơi bị ù nhẹ ở cổng MR và ML. Đấy, nó chỉ hơi bị ù nhẹ một chút thôi nha các bác nhé. Thì còn cái này thì cổng SRL hay cổng center hay cổng sub thì các bác vẫn dùng bình thường. Nó chỉ cái là khi các bác bật nhạc nó hơi ù nhẹ thôi. Nó không nó tức là nó không bị lớn mà nó chỉ nhẹ nhẹ thôi. Các bác vẫn dùng bình thường ở cổng MRML được. Đấy. Còn cái này thì em khuyên các bác có thể bán cái này thì các bác mà mua về dùng vẫn được nhá, vẫn thoải mái nhá. Đấy. Vẫn thoải mái. Đây. Em cho các bác xem ruột đi nhá. Con này nó sử dụng là chip 21571 nhá các bác nhá, chip này. Đây các bác ơi, em lấy nét. Mờ quá nhỉ. Đây. Chip là chip 21571 này. Đó, nhìn thấy chưa? Đấy, đèn hơi sáng một chút. Và nó sử dụng lên đến hai nguồn nha các bác nhé, hai nguồn. Đây. Một nguồn tăng phô và một nguồn xuyến và một nguồn tăng phô này. Đấy. Và sử dụng là hai phần main. Đấy. Chip 21571, dòng vang rất là cao cấp. Em không cần phải giới thiệu nhiều về các bác đối với dòng vang DB 680 này thì nó đã rất là chất lượng rồi. Thì đối với dòng vang này thì em thanh lý cho các bác chiếc số 8 này với giá là 2.900.000 đồng nhé. 2.900.000 đồng. Lỗi hơi bị ù nhẹ ở cổng MR và ML. Mà các bác sửa cũng được và không cần sửa cũng được, dùng vẫn bình thường. Hoặc là dùng sang SRL bình thường nhé. Con này thì bác khách mang mua của TMX Audio. Đấy. Đầy đủ thông tin cho các bác nhé. Rồi ok. Và tiếp theo ở đây là một dòng vang số CIF X2000+. Và dòng vang này thuộc dòng vang X12 các bác nhé. Thì đối với dòng vang này thì hiện tại ở ngoài thị trường, nhà hãng và cũng như là anh em đang bán đâu đó với giá là 7 triệu đồng đối với dòng vang này. Gần 7 triệu đồng nhé. Giá đâu đó nó khoảng cỡ gần 7 triệu đồng đối với dòng vang X2000+ này. Và đối với dòng vang này thì nó chạy chip là chip 21489 nha các bác nhé. Đây. 21489. Đây. Em lấy niên nhé. 21489 ok chưa? Và sử dụng lên đến 2 main. Và đường thiết kế thì nó sử dụng hai nguồn. Đấy, một nguồn là tăng phô và một nguồn 6 ly. À, và một nguồn tăng phô. Một nguồn là xuyến và một nguồn tăng phô. Và cổng đằng sau thì sử dụng lên đến 6 cổng nhé. 6 cổng SRL này và MRML. Đấy. Ok chưa? Đầy đủ cổng quang này, hay audio này. Audio in này. Đường AV này. Rồi ok. Đây. Ok chưa? Thì con này các bác cũng chỉnh hoàn toàn bằng tay được nhá. Dòng vang X12, thuộc dòng vang X12 rất là hay. Tiếng rất là hay nhá. Vang này đã rất là nổi tiếng rồi. Con này thì hàng chính hãng của CIF này. Đấy. Có tem luôn nhá các bác nhá. Vẫn còn nguyên tem này. Tem này em tháo ra để cho các bác để xem ruột. Được chưa? Ok chưa? Tân Việt nhá. CIF. Rồi. Giá thì em thông báo với các bác là chiếc số 9 này thì em sẽ thanh lý với các bác với giá là 2.700.000 đồng nhé. 2.700.000 đồng chiếc số 9 này với giá là 2.700.000. Đấy. Rồi ok, đấy là chiếc số 9. Và tiếp theo ở đây là đến với hai dòng vang cơ lây số. Dòng vang cơ lây số đầu tiên là một dòng vang cơ lây số của một anh giai anh
ở dưới bình định. Con này thì anh mua được khoảng 2 tháng nha bác nhé. Con này thì vẫn còn nguyên hộp. Vẫn còn nguyên hộp. Anh mua được 2 tháng và anh nâng cấp lên bên em một chiếc vang số DBS700 để cho đồng bộ với bộ dàn full DB mà anh đã mua bên em. Thì đối với dòng vang này thì nó đầy đủ các cổng ăn chơi như là USB, Bluetooth, cổng quang này, AUX 1 và AUX 2. So với chất âm của dòng vang này thì nó sử dụng chip là chip DSP 48 bit nha các bác nhé. Đời chip rất là cao và không phải đấy, đời chip rất là cao, sử dụng chip DSP 48 bit và có thể ngang so sánh với ngang với những dòng vang như là Wutin hiện tại bây giờ. Vang bán mới hiện tại bây giờ nhé, để so sánh ngang với chất âm. Và đối với những dòng vang đó và nó đầy đủ các cổng như là echo reverb này, echo reverb này, delay và repeat. Đấy, và các mốt điều chỉnh các mốt sử dụng thì các bác có thể sử dụng các mốt trên này nhé. Con này nó sử dụng hình như lên 81 thì phải, 81. Và các đường vào như là mic này. Đấy, mic 1, mic 2 này trước này. Đấy, enter, bát chung chép của mic và bát chung chép của nhạc, các bác chỉnh rất là dễ dàng nhé. Và con này không có một vết chảy xước nào nha các bác nhé. Con này thì không một vết chảy xước nào. Hàng vẫn còn mới. Thì anh con này thì anh mua ngoài là 2.8 triệu. Thì hôm nay em thanh lý các bác với giá là 1.450.000 nhé. RL Bass. Đấy, và sử dụng sang đường hoa sen cũng thế. Này RL này và cổng RL và một đường out, một đường sub này, cổng quang này, Bluetooth này. Ok, ok. Rồi ok. Đấy. Và cắt sub. Con này thì không một vết chảy xước đâu nhá. Đây, vẫn còn đẹp nguyên. Và đối với con này thì em bảo hành cho các bác đến 3 tháng đối với những dòng vang này. Hàng bãi. À nhầm, đối với dòng vang cơ lai số này. Đấy, con này thì anh lại bắt vào tủ thôi. Còn cái này là không một vết chảy xước. Anh chia sẻ anh mới mua được khoảng 2 tháng thôi. Rồi ok. Chiếc số 10 này em thanh lý cho các bác với giá là 1.450.000 đồng nhá. Đấy, 1.450.000 đồng. Rồi tiếp theo là đến số 11 là dòng vang PS KX8 nha. Dòng vang rất là nổi tiếng trên thị trường hiện nay của dòng của PS Audio. Và con này thì tình trạng nó bị nó hơi bong nhẹ ở cái chỗ phần mica ở dưới này nhé các bác nhé. Này, nó hơi bị nhẹ ở chỗ này này, các bác nhìn thấy chưa? Em lên tay này, cái này bác lấy cái keo lấy cái băng dính hai mặt đấy, các bác chỉ cần dán vào đây thôi là các bác dùng bình thường nhé, còn không cần dán cũng được, chả sao cả. Còn cái này thì nó im rồi, này các bác nhìn thấy chưa? Này nó sẽ im như này này, này. Tay em lại lên chưa chắc đã lại được nhá, lại lên chưa chắc đã lại được đấy, nó chỉ bị cái phần mica nhỏ này thôi. Đấy, còn bình thường em đang bán đâu đó với giá là 2.3 triệu. Đấy, thì hàng này hàng mới, em vẫn bảo hành 1 năm cho các bác đối với cái dòng vang này. Chất âm vẫn dùng rất là hay nhé, đầy đủ các tính năng như echo reverb này. Đấy, dòng vang cơ lai số, echo reverb này, repeat này. Đấy, reverb vol này. Đấy, nhiều bác đang dùng cái dòng vang này có cho em một bình luận ở phía dưới nhé, để các bác có thể tham khảo dễ dàng. Và thiết kế đằng trước này thì đầy đủ cái thông số để các bác dễ dàng căn chỉnh nhé. Đấy, đầy đủ các cổng ăn chơi như là cổng quang, Bluetooth, USB. Đấy, dành cho anh em khi dùng. Đây, con này thì em sẽ chỉnh cơ bản cho các bác để dùng thôi. Con này thì không biết chỉ trước vẫn còn nguyên hộp. Cổng MRML này, LED right, bát out. Đấy, và các cổng hoa sen này nữa. Rồi ok. Con này tiếng rất là hay nhá, tiếng rất là hay. Bảo hành cho anh em đến 1 năm luôn. Đối với dòng vang này thì vẫn bảo hành đến 1 năm cho anh em. Mica nó hơi bong một tí thôi, nhưng nó không đáng kể đâu nhá. Cái này về em xử lý được và không cần được nhá, không cần xử lý cũng được, dùng vẫn bình thường. Thì giá thì em khuyến em sẽ thanh lý cho các bác với giá là 1.700.000 đồng. Ok, đấy là dòng vang, đấy là hết những dòng vang cơ lai số và những dòng vang ở đây cho các bác. Rồi ok, và tiếp theo ở đây là một chiếc nâng tiếng, con này là hàng mới nha các bác nhá, hàng vẫn mới. Con này thì em vẫn bảo hành cho các bác 1 năm. Thì con này bình thường thì em đang bán đâu đó với giá là đang bán bình thường với giá là 1.4 triệu. 1.4 triệu nhá. Đấy. Thì hôm nay thì em sẽ thanh lý cho các bác một con này, là con của bác khách bác nâng cấp. Đấy, hàng vẫn mới. Anh về anh không dùng, anh mới dùng được khoảng này là khoảng cỡ mấy hôm thôi, khoảng cỡ 1 tháng nhá, chưa đầy tháng. Đấy. Anh nâng cấp lên một chiếc quản lý nguồn bên em thì em sẽ thanh lý cho các bác với giá là 800.000 đồng. PSV 800, PSV 800 nhé. Có một màn hình hiển thị ở đây này, hiển thị nhạc thông số ở đây,
Đấy, trình bát chống chép của nhạc, bát chống chép của cái phần nhạc rất là hay. Đấy, nâng tiếng này em bán rất là nhiều được nha các bác nhé. Đấy, thì em thanh lý các bác với giá là 800.000 đồng nhé, và bảo hành vẫn bảo hành các bác 1 năm đối với chiếc nâng tiếng này, 800.000 đồng. Ok, chiếc số 12 nhé. Rồi tiếp theo là đến bộ mic PS Audio VK7. Thì con này là của anh khách, anh nâng cấp lên bên em một bộ mic DB750 Plus. Thì con này thì trong tình trạng là nó vẫn sử dụng, nó vẫn còn nguyên hộp nha các bác nhé, hàng nguyên hộp. Con này thì không có một vết chày nào nhé. Đây này, hầu như không một vết chày nào nhé. Đấy, hầu như không một vết chày nào, vẫn còn rất là đẹp. Thấy chưa? Tay mic này vẫn còn rất là đẹp nhé. Chụp mic này. Đấy, ok chưa? Đấy, thì bình thường em đang bán giá của cái bộ mic này, giá thì bình thường em bán là trên 3 triệu đồng, 3,2 triệu. Ui, rút mày nhỉ. Đây, em gỡ cái đầu thu cho các bác nhé. Rồi, gỡ chút nha. Ok, bình thường em đang bán con này với giá là 3,2 triệu. Thì ngày hôm nay thì em sẽ thanh lý cho các bác một chiếc duy nhất của bác khách thôi. Bác này bác nâng cấp lên bên em thôi. Mic PS VK7. Đây, đây, đai nhá. Đây, sắc 6 ly này, nguồn này, chống lăn này. Đấy, đây, cả tai này vẫn còn đầy đủ nhá, và không có một vết chảy xước nào nha các bác nhá. Đặc biệt đối với cái này là bác khách, bác về bác báo là bác không dùng, bởi vì bác mua 2 bộ mà, để bác chỉ dùng 1 bộ. Còn 1 bộ thì bác mang đi nâng cấp lên một bộ mic DB750 Plus của DB. Thì giá thì bình thường em đang bán là 3,2 triệu. Thì hôm nay thì em sẽ thanh lý cho anh em với giá là 2 triệu đồng nhá, đối với bộ mic PSVK7. Con này thì còn nguyên hộp và vẫn bảo hành cho các bác 1 năm luôn. Đối với bộ mic PSVK7 này vẫn bảo hành đến 1 năm. Số 13 này 2 triệu đồng nhá. Rồi ok, đấy là về những thiết bị nhỏ. Bây giờ đến những thiết bị lớn như là đẩy. Đấy, số 13 này. Và bây giờ là đến chiếc số 14 ở đây. Là em có một chiếc đẩy chạy điện 110, Hàng nội địa của Nhật nha các bác nhé. Hàng nội địa của Nhật. Thì đối với chiếc đẩy đam này thì các bác và anh em cũng đã biết rồi. Đấy, con này thì cho ra chất âm rất là hay, và đánh công suất nó là 200W. Thì nó phù hợp cho các bác và anh em là khi sử dụng sang những dòng loa nghe nhạc, hay là những dòng loa mà công suất nó yếu, như những dòng loa Bose, hay là những dòng loa nghe nhạc như Pioneer hay là JBL. Đấy, những dòng loa nghe nhạc nhỏ thì các bác có thể sử dụng con đẩy này. Chất âm anh em đã thử rồi, đánh rất hay nhá. Và công suất là 200W. Đấy, con này là nút bờ lăng này, nút bờ lăng để các bác có thể cắm để cân bằng hai loa, và lúc này nó nút để tăng giảm âm lượng nhé, tăng giảm âm lượng. Thì đợt trước thì các bác đã biết là đối với cái dòng này ở bên ngoài bình thường các bác đang bán đâu đó với giá là hơn 4 triệu đồng nhé, 4 triệu đồng đối với dòng đẩy đam này. Đấy, thì ở đây thì em nhập lại để giúp bác khách hàng bác nâng cấp lên một chiếc đẩy khác ở bên em. Đấy, một chiếc đẩy mới bây giờ 4 kênh. Đây, nhà bác thì sử dụng nhiều loa, bây giờ bác nghe dư thì bác nghe thanh lý. Thì con này nó sử dụng là hoàn toàn là linh kiện cắm, và nó sử dụng là đây một nguồn tăng phô này, một nguồn đây, một nguồn đồng rất là lớn ở đây này. Đấy, tương đối lớn nhá. Đấy, khoảng cỡ con này là 200W, 200W thì sử dụng cho những dòng loa Bose hay những dòng loa Bow bây giờ. Đây, nguồn này, và chạy điện là điện 110 nha các bác nhá. Con này chú ý, các bác chú ý giúp em là chạy điện 110. Đấy, và sử dụng là sò này. Đây, sử dụng 2, 4 sò, và tính cả bù áp đây này. Bù áp là 8 sò các bác nhá. Đây, thì cắm thì con này ở đằng sau này này, thì các bác chỉ cần kẹp cái rắc loa vào đây thôi, kẹp cái loa vào đây nhá, kẹp cái dây loa vào đây là các bác dùng được bình thường nhá. Thì con này thì nó kẹp thì có mỗi cái nãy này thôi, là các bác phải nó bị mỗi cái nãy này là nó bị mất cái nãy này nhá. Đấy, con đây này nó bị mất một cái lẫy ở đây. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Nó đưa lên cao này. Đấy, em để ngang này, các bác nhìn thấy chưa? Nhìn rõ chưa? Đấy,
bình thường nó sẽ có một cái lẫy này, nhưng mà đây nó bị mất, mất cái lẫy đấy. Thì các bác kẹp loa theo chiều dọc này cũng được nhé, kẹp loa theo chiều dọc này. Đây là một kênh, đây là một kênh, được chưa? Các bác cho đường nhạc AB vào đây, cho vào đường A hoặc đường B đấy, cắm vào đường này, đường nào cũng được, ok chưa? Và đặc biệt là nó có cái phần đường là đường linh đường điện nhé, linh đường điện 100V ở đây đấy, nó ba cổng đường linh cắm rất là dễ dàng, ok. Đẩy này thì thuộc dòng đẩy nội địa của Nhật, nhưng chất âm rất là hay, sạch, sạch tiếng nhá. Đánh những dòng loa nghe nhá, rất là hay, em hôm qua cũng thử hơi bất ngờ về dòng đẩy này. Và giá thì em thông báo với các bác là chiếc số 14 này, dòng đẩy Dam A100. Đây, mặt đây. Đấy. Con này mặt tương đối còn tương đối rất là đẹp nhá. Được chưa? A100. Rồi. Chạy điện 110. Và giá thì em sẽ thanh lý cho bác với giá là 1.500.000 đồng. Đấy. Đẩy số 14 Dam A100 chạy điện 110 với giá là 1.500.000 đồng. Linh kiện đây, nó sử dụng lên đến 4 tụ nhá, 4 tụ lớn này. Đấy, em quay chi tiết cho các bác này. Và các bác nhìn linh kiện nhá. Em quay kỹ một chút thì các bác xem online. Rồi, ok. Đấy. Rồi, tiếp theo là chiếc số 15, là một dòng đẩy rất là nổi tiếng của hãng PS Audio, PSP 4008. Con này là hàng demo bên em nhé các bác nhé. Con này là hàng demo. Đấy. Con này là hàng demo mà bên em dùng để test hàng thôi, dùng chì để test hàng nên các bác yên tâm. Thì hôm nay em thanh lý cho các bác, giá rất là phải, rất là hợp lý. Và phần nguồn nó sử dụng nguồn đồng rất là lớn nhé, to hơn lòng bàn tay em này. Con này nguồn đồng nó rơi vào khoảng là 22 phân. Đấy. Khoảng 22 phân. Thì con này nó sử dụng Sonergy. Đối với những con đẩy mà sử dụng Sonergy thì các bác đã biết rồi, chạy ra cho ra chất âm rất là sạch, hay là sáng tiếng và đánh trong không gian gia đình thì cái độ cộng hưởng nó rất là cao nha các bác nhé. Và nó sử dụng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16 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
phần dàn dàn trở nó sử dụng là trở màu cà phê nhá, một trong những dòng trở mà cao cấp hiện tại bây giờ. Và nó sử dụng lên đến là 24 này, 6 này, 8 này, 10, 12, 14, 16 tụ lọc nguồn. Chỉ số đây đầy đủ nhá. 80V. Đấy. 80V và đây. Tụ là 80V nhá. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Em quay kỹ cho các bác nhá. 18.000 mFarad này, các bác nhìn thấy chưa? 18.000 mFarad. Đấy. Rồi, ok. Đây. Phần linh kiện bên trong. Đối với dòng đẩy này thì thuộc dòng đẩy chất rồi. Và 4 kênh, cho ra công suất mỗi kênh là 800 W một kênh thì các bác có thể đánh tốt một đôi loa full bass 30 hoặc một đôi loa full bass 25 đánh trong không gian gia đình nhá. Thì các bác có thể sử dụng linh hoạt. Đấy. Giá thì dòng đẩy này bình thường em đang bán đâu đó với giá là 8,5 triệu. Thì ngày hôm nay thì em sẽ thanh lý cho các bác với giá là 6.600.000 đồng đối với dòng đẩy PSP 4008. Con này thì vẫn còn rất là đẹp nhé, hầu như không một vết chảy xước nào. Đấy, hàng này hàng bề mô bên em thì các bác đã biết rồi, sử dụng rất là ít. Đấy, chỉ để tiết hàng, không có để làm gì cả, chỉ để tiết loa, sử dụng rất là ít. Giá thì em thanh lý các bác với giá là 6.600.000 đồng và bảo hành cho các bác lên đến 1 năm đối với dòng đẩy này PSP 4008, bảo hành 1 năm cho các bác luôn, ok chưa? Rồi, tiếp theo đây là đến một dòng đẩy bãi C3. Dòng đẩy bãi thì đối với cái dòng đẩy bãi này C3 PS7005 công suất mỗi kênh là 1200W một kênh. Thì đối với những dòng đẩy mà 1200W một kênh thì các bác đã biết là bình thường ở ngoài các bác và anh em đang bán đâu đó với giá là khoảng 9 triệu đồng, 9 triệu đồng nhé, 9 triệu đồng đối với những dòng đẩy bãi. Và nó sử dụng linh kiện đây, các bác nhìn nhá, sử dụng này hoàn toàn những con trở, sử dụng như những con trở 5 bạch bầu rất là lớn nhá, rất là lớn này, hai này, những con trở 5 bạch bầu rất là lớn ở đây. Và nó sử dụng lên đến 1 2 3 4 5 6 này, 7 8 9 10 11 12 13 14, 28 sò tô và chưa tính bù áp. Và đối với linh kiện của cái dòng này ấy, thì nó sử dụng khác biệt hoàn toàn so với những cái dòng khác trên thị trường là nó sử dụng tản nhiệt.
tản nhiệt của những cái con chợ những con bù áp là nó sử dụng bằng những lá đồng nhé, lá đồng nhé, lá đồng vàng nhé. Còn tản nhiệt ở bên phần tụ là nó sử dụng là lá đồng đỏ. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Lá đồng đỏ này. Đấy. Tản nhiệt bằng lá đồng. Và nó sử dụng lên đến 60 lên đến 6 tụ lò nguồn, 6 tụ lò nguồn. Và những cái tụ lò nguồn này lên đến 100V và 10.000 microfarad, 10.000 microfarad. Và cái phần nguồn nó sử dụng nguồn đồng rất là lớn và size này. Size rất là cao nhá. Này size lớn 1200W một kênh. Đấy. Thì bình thường của những dòng đẩy 1200W một kênh thì anh em đang bán ở đâu đó nó khoảng gần 9 triệu đồng, hơn 9 triệu. Đấy, tùy vào dòng đẩy bãi. Thì đối với dòng như này thì em đang tra anh em đang bán với giá là trên 9 triệu đồng nhá. Thì hôm nay thì em sẽ thanh lý cho các bác với giá là 4 triệu đối với dòng đẩy này, giá rẻ gần một nửa. Giá rẻ xong một nửa cho các bác nhá. Chiếc số 16 này với giá là 4 triệu đồng. C3. Dòng đẩy C3 PS 7500. Đấy. Này em kéo cái mặt đằng sau các bác nhìn này nhá. Đằng sau thì các bác có thể sử dụng giấc kẹp được nhá. Giấc kẹp hay là đường niêu chích đều được. Còn đường vào thì vẫn các bác sử dụng bằng đường canon hay là đường link đầy đủ hết nhá. Và cũng đầy đủ chế độ ga. Rồi ok. Và dành cho anh em đánh những dòng súc khôn 100 từ 220 thì ok. Ôi. Rồi. Đấy là về dòng đẩy bãi con đẩy PS C3 PS 7500 giá thanh lý các bác với giá là 4 triệu. Đấy. Tiếp theo ở đây là một chiếc đẩy cũng thuộc dòng đẩy bãi các bác nhé, dòng đẩy bãi Bright H3600. Thì con này công suất mỗi kênh là 800W một kênh. Nguồn rất là lớn và nguồn cao bằng nắp nha các bác nhá, nguồn đồng cao bằng nắp. Đấy. Thì con này nó sử dụng lên đến là 1 2 3 này. 4 5 6. 18 tụ nhá. Tính cả bù áp nữa là 18 nhá. 18 sò, tính cả bù áp nữa. Và đối với dòng đẩy này thì nó sử dụng lên là 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 tụ lọc nguồn. Và phần chỉ số tụ là 10.000 microfarad. Đấy, 10.000 microfarad nha các bác nhé. Đấy. Dòng đẩy bãi. Thì bình thường anh em đang bán đối với dòng đẩy này ở ngoài với giá là trên 5 triệu đồng. Thì ngày hôm nay thì em sẽ thanh lý cho các bác với giá là 2 triệu 600 ngàn đồng đối với dòng đẩy Bright. Đấy, H3600 800W một cây. Các bác phải đánh tốt một đôi loa full bát 30. Đấy, hoặc một đôi loa bát 25 một kênh nhé. Và đằng sau thì nó thiết kế này. Nó sử dụng là có hai đường vào, một đường rất kẹp và một đường là niêm chích. Đường vào ở đây thì để link lên một loa khác này, có này. Đấy, và một AB. Các chế độ gạt trên City Bright hay là Panel. Đấy. Ok chưa? Đây. Em quay rất là chi tiết cho các bác nhé. Các bác có thể tham khảo. Đối với dòng đẩy này. Rồi ok. Đây, mặt đằng trước đây nhá. Đối với con này thì mặt nó rất là đẹp và không một vết chảy xước này nha các bác nhá. Bác khách bác rất là giữ gìn. Và sử dụng hoàn toàn là chiếc đắp bi. Thì giá thì hôm nay em thanh lý các bác với giá là 2 triệu 600 ngàn đồng nha các bác nhá. 2 triệu 600 ngàn đồng đối với dòng đẩy chiếc số 17 này. 2 triệu 600 ngàn đồng, 800W một kênh. Ok. Tiếp theo ở đây là một dòng đẩy Eric. Thì đối với một dòng đẩy Eric này thì đã rất là nổi tiếng. Và con này là của anh khách, anh mua theo bộ combo. Đây, con đẩy Eric này thì anh chia sẻ là anh mua bên Quang Ngọc Audio nha các bác nhé. Thì đối với dòng đẩy này cho ra công suất mỗi kênh là 1000W một kênh. Thì đối với đẩy 1000W một kênh này các bác có thể đánh tốt một đôi loa full bát 40 qua 75-76 hoặc một đôi loa bát 25 hoặc bát 30. Tùy ý các bác có thể sử dụng hoàn toàn chiếc đắp bi nhé. Đây. Eric HA2200. Thì các bác có thể tra trên mạng. Thì hiện tại anh em đang bán đâu đó với giá là 6 triệu đồng đối với dòng đẩy này nhé. 6 triệu trên 6 triệu đồng đối với dòng đẩy này. Và nó sử dụng lên đến 32 sò chưa tính bù áp.
chưa tính bù áp là 32 sò. Đấy. Phụ sò đây là sò NJ với kép nhá. Sò NJ này, dòng đẩy Eric của Đức. NJ với kép này. Chưa? Ok. Đấy. Nguồn đây. Phần nguồn thì size 2U cao bằng nắp. Cao bằng nắp nha các bác nhá. Rất là lớn. Đấy. Và sử dụng lên 2 4 6 8, 8 tụ là nguồn. 8 tụ là nguồn và phần tụ thì nó cũng có cái phần tản nhiệt nhá, có lá nhôm tản nhiệt ở đây. Đấy. Đây. Con này thì vẫn còn zin còn xịn nhá, chạy bình thường. Thâu lại của bác khách hàng. Giá thì em thanh lý cho các bác với giá là 3 triệu 600 ngàn đồng nhá, chiếc số 18 đẩy Eric. Đây. Đây con này con này Vũ đã giúp anh tay này. Nâng anh con này lên đấy. Đấy. Đấy nhá, phần linh kiện bên trong này em quay từ từ đã. Em quay chi tiết các bác có thể nhìn được linh kiện bên trong nhá. Rồi. Ok, phần nguồn. Rồi ok, nâng cho anh cái phần mặt. Mặt đây nhá, con này rất là nặng nha các bác nhá. Chưa? Đấy. Mặt rất là đẹp nhá, 1000W kênh. Rồi, đằng sau quay quay dốc cái đằng sau cho anh xem. Dốc này. Nặng đúng không? Đằng sau thì nó sử dụng đến hai đường vào nhá, có hai kiểu vào thì một kiểu bác dùng níu chích này, hai là các bác dùng bằng giắc kẹp này. Đường vào để nối liên vang thì một bằng đường canon, hai là đường link. Đấy, và đầy đủ cái chế độ gạt như Pranel này hay là stereo, đấy có hai chế độ gạt cho các bác. Ok. Đấy, em quay đằng sau này sử dụng bốn quạt. Bốn quạt gió. À hai quạt gió nhá, này sử dụng hai quạt gió đằng sau. Rồi ok nhá. Em quay chi tiết cho các bác nhé. Linh kiện này sử dụng hoàn toàn 100% là linh kiện cắm. Giá thì em thanh lý cho các bác chiếc số 18 này với giá là 3 triệu 600 ngàn đồng. Đấy. Ok. Và tiếp theo ở đây là một dòng đẩy chính hãng của TD Acoustic, có mã là MA2008. Đấy, MA2008 nhé. Đối với dòng này thì cũng đã rất là nhiều rồi. Con này thì sử dụng một nguồn đồng rất là lớn ở đây nhé các bác nhé. Đây. Các bác nhìn thấy chưa? Em để lòng bàn tay ở đây. Đây lòng bàn tay của em như này này. Em để đây. Con này nó nguồn nó rơi vào khoảng 20 phân nhá. Nguồn khoảng 20 phân. Thì phần nguồn nó rất là lớn và phần nguồn này nó thuộc size 2U. Đấy. Và nó sử dụng lên đến 2 4 6 8 8 8 16. 16 16 là 32 sò nhá, chưa tính bù áp. Đấy. Chưa tính bù áp là lên đến 32 sò. Sử dụng sò là sò Toshiba các bác nhá. Sòng sò của Nhật. Đấy. Và đối với phần dàn tụ thì nó sử dụng là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 này. 16, 18, 20. Sử dụng lên 20 tụ lòng nguồn. Và có bóng chống cháy ở đây này, 3 bóng chống cháy này. Đấy, được chưa? 3300 mF. 3300 mF, sóng 3V. Sử dụng rất là nhiều tụ lòng nguồn ở đây nhá. Và giá thì em cũng xin thông báo luôn với các bác thì con này em thanh lý với giá là 2,8 triệu nhé. Bình thường ở ngoài thì nhà hãng đang bán với giá là 6 triệu đồng, trên 6 triệu đồng đối với dòng đẩy này. Thì em thâu lại của bác khách hàng giá rất là tốt thì em cũng thanh lý giá tốt cho các bác. Đấy. Đây mặt này Vũ ơi, nâng cái mặt này lên đấy. Đây nhá, chính hãng của TD Acoustic này, các bác nhìn chưa, mặt đấy chưa. Đấy, MA2008 800W một kênh, các bác đánh tốt 1 đô la full bát 30 hoặc 1 đô la full bát 25. Đấy, là đánh được nhá. Còn đằng sau này. Đằng sau thì nó sử dụng lên đến hai đường vào. Hai đường vào. Hai đường, một đường bằng níu chích này và một đường bằng giắc kẹp này. Đường vào thì sử dụng một đường link này. Đấy, input này. Rồi ok, stereo Pranel System. Các bác dùng đường nào được nhá. Ok. Em quay chi tiết cho các bác đấy. Thì giá em thanh lý với giá là 2 triệu 800 ngàn đồng nhé các bác nhé. Chiếc này em thanh lý, chiếc số 19 này thanh lý với giá là 2 triệu 800 ngàn đồng. Rồi ok nhá. Bây giờ em sẽ quay sang phần loa. Loa thì em ở đây em sẽ quay nhanh cho các bác thôi. Đây. Video tương đối rất là dài rồi, hơi mất thời gian. Rất là dài nhá. Tiếp theo đây là một dòng loa Jaguar. Đây, Jaguar, dòng chính hãng của Jaguar nhé các bác nhé. Jaguar, con này thì của Sóng Nhạc phân phối. Công suất này, công suất đầu vào này,
maximum là 450W ở trở kháng 8 ohm, S66. Con này là bát 25 nha các bác nhé, 10 inch này, 25 cm, được chưa. Con này thì nếu các bác tra ở ngoài thì bình thường ngày xưa đang bán với giá là gần hơn 10 triệu đồng đối với dòng này. Thế nếu các bác mua mới là giá là hơn 10 triệu. Đấy. Jaguar là một trong những hãng rất là nổi tiếng hiện nay rồi. Chính hãng nhá của Jaguar. Và con này nó sử dụng là từ bát là sử dụng từ kép nha các bác nhá. Này. Bát là sử dụng từ kép này. Được chưa? Bát là sử dụng từ kép. Và phần từ đây nó sử dụng là hai phần từ. Đấy. Con này thì bác khách bác đi đã thay gân rồi nên các bác dùng yên tâm trong thời gian dài. Đấy, con này thì bác đi dùng được một thời gian thì bác đã thay gân để đảm bảo cho loa nó được đánh tốt hơn nhé. Đấy. Thì em tình trạng loa như nào thì em quay cho các bác. Và hầu như ở đằng trước thì nó sẽ không có một vết chảy xước nào nha các bác nhé. Đây. Giữ rất là tốt đối với dòng loa này. Loa này bác khách bác giữ rất tốt nhé. Không một vết chảy xước này. Đấy. Được chưa? Phần bát này. Đấy. Và nó sử dụng đến này nó sử dụng là một chung một chép nhá. Đấy, một chung một chép. Đấy. Con này tiếng thì em đã thử rồi, tiếng cũng rất là ok nhá. Này tiếng rất là ok. Thuộc dòng là nằm nhưng mà tiếng đánh rất là ok nhá. Sử dụng từ kép nên đánh tiếng bát tương đối rất là sâu. Sâu tiếng và hai lỗ thông hơi đằng trước này. Đấy. Không một vết chảy xước nào nhá. Con này thì bác chỉ cần lau bụi thôi, về để một làm trợ lời, hai là bác không có điều kiện có thể dùng để hát karaoke hay là nghe nhạc, rất là hay nhá. Và giá thì em xin thông báo và sẽ thanh lý với các bác với giá là 2.500.000 đồng chiếc số 20 này đối với dòng loa Jaguar. Đấy, dòng loa Jaguar này SS680. Đấy, các bác cứ tra ngoài đang bán bao nhiêu thì các bác cứ tra ngoài nhá. Đây, lớp bông thiêu âm đây. Con này thì dùng ở bông thiêu âm màu trắng, rồi ok. Số 20 là 2.500.000 đồng. Ở đây thì em có một cặp loa bãi của MWF. Con này thì cũng của anh khách mà đi cùng dòng đẩy Eric ấy. Con này thì anh nâng cấp bên em hầu như là cả một bộ dàn luôn. Anh nâng cấp dần dần nhé các bác nhé. Dòng loa MWF có mã hiệu là HK10. Đây, HK10. Con này là thùng màu trắng. Con này thì em sẽ quay thông số trước các bác này. Model HK10 400W. Đấy, còn độ maximum là 800W. Maximum là 800W. Thì con này thì bác sử dụng một dòng đẩy nó khoảng cỡ 500W thôi là các bác đánh rất là tốt trong gia đình rồi. Đây, design Made in England nhé. Thuộc dòng MWF là thuộc dòng loa của Đức nhé. Và theo công nghệ của anh. Đấy. Và ở trở kháng 8 ohm nó sẽ là công suất tối thiểu là 400W này. Và còn cao nhất là 800W. Và cái giải tần nó xuống tương đối rất là sâu. Nhưng đối với những dòng loa MWF thì các bác đã biết rồi, tiếng cho ra chất âm rất là hay và giải tần nó lên đến từ 60 cho đến 18 kHz và độ nhạy lên đến 96 decibel. Đấy, độ nhạy rất là cao, các bác đánh cũng sẽ không bị tốn công suất của đây. Đây, thùng màu trắng như này thì này, thùng vẫn còn rất là đẹp nhá. Một thùng vẫn còn rất là đẹp này. Đấy. Ok chưa? Và kể phần e căng cũng thế. Thì tình trạng thì con này nó chỉ bị một quả thì nó chỉ bị sứt một ít thôi. Đấy, cái này các bác về dùng keo các bác gắn lại được nhé. Gắn lại hay làm gì cũng được nhé. Con này nó tình trạng nó chỉ bị sứt một chút ở đằng trước này thôi. Thì giá bình thường anh em đang bán đâu đó ở ngoài với giá là trên 6 triệu đồng đối với dòng loa bãi này. Với giá là 6 triệu rưỡi hoặc 6 triệu 6 đối với cặp loa MWF HK10. Đấy. Thì con này là bác mua của Quang Ngọc Audio. Bác nâng cấp bên em thì em thanh lý cho các bác. Con này nó sử dụng phần chép này. Chép sử dụng chép rất là lớn nhé. Chép này, một chép của MWF luôn này. Đây, em quay cho bác cái phần ruột gan nhé. Đây, MWF này. Được chưa? Super. Đây, đầy đủ cái mã hiệu đây này. Dòng loa bãi này. Đối với dòng loa bãi thì em sẽ mở ruột và quay rất kỹ cho các bác. Và con này sử dụng họng chép là chép bằng nhựa, bằng nhựa carbon các bác nhé. Nhựa carbon MWF này. Ngay cả phần họng đều có dập dấu MWF luôn. Đấy. Thùng quách thì nó còn một quả rất đẹp, còn một quả nó chỉ bị hơi vỡ là do anh chia sẻ là do vận chuyển thôi. Do vận chuyển. Đấy. Từ này, con này sử dụng chép là chép rất là lớn nhá. Này sử dụng cái phần củ chép rất là lớn này. Khoảng 14 các bác nhá. Khoảng 14. Rồi ok. Đấy. Đây là phần chép. Đây là phần bát đây.
đối với dòng loa MUF thì các bác biết rồi, tiếng bass đánh rất là sâu. Đối với dòng loa MUF thì con này nó từ 16 nhá các bác nhá, từ 16. Đây, em quay thông số các bác này. Chưa. Đấy, 110. Số 55. Rồi. Đấy, đối với những dòng loa mà thiết kế theo châu Âu thì con này nó thiết kế là cái lỗ thông hơi đằng trước này. Lỗ thông hơi đằng trước. Đấy. Loa này và sử dụng gân lụa tẩm dầu 2 lớp. Đấy. Con này thì bác khách bác giữ rất là tốt nhá, từ ngày dùng rồi. Con này đối với cái dòng loa này thì em sẽ bao zin bao xịn cho các bác luôn. Bao zin bao xịn cho các bác đối với dòng loa màu em này. Đây. Con này sử dụng cái phần phân tần, sử dụng phân tần rất là gấu nhá. Đấy. Dòng loa của Đức. 5 con trở sứ này. Và phần main sử dụng cũng một main của loa MUF luôn. Đấy, main sử dụng main MUF này. HK10. Có mã đầy đủ nhá, mã series đầy đủ này. Đấy, phần tụ đầy đủ mã series này. Đấy. Ok chưa? Một càng một bát của làm chép. Đấy. Rồi. Con này thì nó chỉ bị hơi sướt chỗ này một chút thôi, các bác về dính lại giúp em nhé, dính lại hoặc là các bác bả lại một chút là được. Đấy. Thì giá thì em sẽ xin phép được thanh lý với các bác với giá là 4.300.000 đồng nhá, chiếc số 21 này với giá là 4.300.000 đồng. Đấy, thanh lý với các bác loa MUF HK10 21 4.300.000 đồng. Ok chưa? Rồi, một con rất là đẹp. Cái căng này vẫn còn rất là đẹp nhá. Cái căng đây. Đây, cái căng vào đây nha các bác nhá. Nhá. Con này cái căng thì khỏi chê rồi. Rồi ok, và tiếp theo ở đây là em có một đôi loa DK KH10. Thì đối với dòng loa bass 25 này thì nó sử dụng là cái họng chép, họng chép của bass 30 các bác nhá. Chép sử dụng dòng chép neo của bass 30. Đấy. Cho ra chất âm rất là hay, đánh rất là hay và tiếng rất là sáng nha các bác nhá. Và tiếng bass thì ở trên dòng này đánh rất là sâu. Thì nó sử dụng là một cái phần bass nó sử dụng là một bích từ màu trắng này. Bích từ màu trắng DK này. Giờ này có mã của DK, thương hiệu của anh. Đối với dòng loa này thì bác khách bác có mua là mua của Ngọc Quang. Ngọc Quang. Đấy. Đây, phần bass nó sử dụng là gân lụa tẩm dầu 2 lớp nhá. Đấy. Bóng này sử dụng món bóng. Bao zin bao xịn cho các bác luôn đối với dòng này. Theo dạng con này nó thiết kế theo dạng cổ côn và cổ côn lồi nhá. Đây các bác nhìn thấy ngay cả cổ côn luôn này. Được chưa? Đấy. Tình trạng của bát như thế nào hay là tình trạng của thùng như nào em hầu như em sẽ quay và cũng sẽ nói chi tiết cho các bác khi mua hàng. Và con này nó sử dụng phân tần rất là gấu nhá. Phân tần rất là gấu và sử dụng lên đến 4 cột cảm. 2 cột cảm của bát và 2 cột cảm của chép. Và sử dụng đến 5 trở sứ. Đấy, và những cái con tụ thì bọc bằng nhôm nhá các bác nhá. Con này là bọc nhôm chống nhiễu. Đấy. Chống nhiễu. Rất là hay. Dòng loa này thì em đã bán rất là nhiều rồi. Luôn luôn trong tình trạng cháy hàng nha các bác nhá. DK KH10. Đấy. Đây, thùng quách nhá. Con này là sơn zin. Sơn vẫn còn nguyên sơn zin nhá. Rất là đẹp. Các bác chỉ cần về lau chùi một chút thôi là các bác có thể về dùng là thoải mái rồi. Đấy. Đây. Phần bát đi. Bát thì con này nó hơi bị thế một chút thôi, nó hơi bị loang một chút này. Nó một bát nó hơi bị loang một chút nhá. Đấy, em quay kỹ cho các bác này. Được chưa? Nó hơi bị loang một chút này. Chép này. Đối với dòng loa này, đối với tất cả những dòng loa DK, kể cả KH12 hay KH10 đều sử dụng họng chép 30 hết nha các bác nhá. Ui. Lật giúp anh cái chép này với. Đây. Đấy, linh kiện nhá. Tiêu âm được sử dụng bông tiêu âm màu trắng nhá. Đây, quay cho anh cái cổ chép đi. Đây, mã series đầy đủ này. Chưa, chép neo nhá. Này chép neo nhá các bác nhá, không phải chép thường đâu. Đấy. DK luôn này. Dòng dấu DK. Đặc biệt là đối với những dòng loa DK thì nó sẽ sử dụng hệ thống driver của DK luôn. Nhá các bác nhá, từ bát chép cho đến phân tần đều sử dụng DK hết. Đấy. Ok, con này thùng vẫn còn rất là đẹp, DK KH10. Thì giá thì em sẽ xin thông báo với các bác là giá
em thanh lý cho các bác với giá là 5.200.000 đồng. Bình thường những dòng loa này ở ngoài anh em đang bán hay là bên kênh em đang bán với giá là gần 7 triệu đồng đối với một cặp loa DKKH10 nhé, gần 7 triệu đồng. Thì hôm nay em thanh lý cho các bác với giá là 5.200.000 đồng. Đấy, giá rất là hợp lý cho các bác đối với dòng loa bãi khi các bác đầu tư. Rồi ok. Và ở đây là em có một đôi loa bát 30 của loa Diva nhé. Diva Acoustic. Đấy, dòng loa của Đức nhé các bác nhé, hiệu của Đức, Diva. Con này thì sử dụng thùng thì sử dụng thùng cân nhé, thùng cân. Và thiết kế thì nó thiết kế màu nâu. Đấy, bát 30. Và mặt đằng trước này sử dụng có một lớp lưới này nhá, lưới đằng trước này. Đấy. Diva Acoustic. Đấy, mặt đằng trước đây. Rồi. Ok chưa? Thì em sẽ quay cái phần thông số đằng sau cho các bác có thể tham khảo này. Và con này là nó có phần dài tần nhá, xuống đến 55 Hz cho đến 20 kHz và độ nhạy lên đến 98 dB. Công suất là 300W, công suất tối thiểu là 300W và ở trở kháng 8 ohm. Đấy. Ok chưa? Con này là thương hiệu của Đức. Đây. Con này nó sử dụng một cái củ bát rất là lớn các bác nhé. Bát này là bát phải từ 19 các bác nhé. Bát này phải từ 19. Đây. Bát này rất là lớn và tiếng bát đánh rất là sâu. Và nó sử dụng là nó sử dụng cái phần phần bát ấy, nó sử dụng là ánh 7 màu nha các bác nhé. Đấy. Sử dụng ánh 7 màu này, chất âm nó rất là hay, tiếng bát đánh rất là sâu ở trên cái dòng loa này. Đây. Diva Acoustic. Con này thì thùng quách vẫn còn rất là đẹp nhé. Thùng quách vẫn còn rất là đẹp. Đây. Phân tần thì con này vui. Giữ giúp anh cái loa này đấy. Đây phần củ chép này, này nó sử dụng là một củ chép này, các bạn nhìn thấy chưa? Thiết kế rất là nhỏ gọn nhưng mà cái phần hậu chép này đánh rất là sáng nhá. Độ phóng rất là tốt. Đây. Chép rất là dày nhá, các bạn nhìn chưa? Dày. Rồi. Ok. Rồi, kéo kéo này đây. Kéo cái bát dơ lên, dơ bên này. Con này nó sử dụng đây. Sử dụng là cái gân là sử dụng gân cao su. Gân cao su nên thì bát đánh ra rất là ấm nhá, ấm và lực. Đấy, ở trên những cái dòng này. Đây. Cái phần phân tần này các bác nhìn thấy chưa? Nhìn qua phần phân tần một chút nhé. Con này sử dụng phân tần rất là gấu. Đây. Cầm giữ cái này. Rồi. Mà nhìn nhá, hơi tối một chút nhé. Em sẽ. Đây. Cuộn cảm này, sử dụng một cuộn cảm lớn này và có phần hai phần lọc nhiễu ở bên cạnh nhá. Hai phần lọc nhiễu bên cạnh này. Đấy. Ở bên này đấy. Bên này cũng tương tự nhá. Có cái đèn nhỉ. Tối quá nhỉ. Cho anh mượn cái điện thoại của em đi. Em quay cái phân tần cho các bác nhé. Đây. Lật đi. Đây các bác nhìn này. Nhìn chưa? Ok chưa? Sáng nhá. Đây phần bên trong này. Đây các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Con này sử dụng phân tần rất là gấu. Rất là khủng long. Phân tần kia là phân tần của bát, sử dụng là phân tần. Một phân tần là cũng có một cuộn cảm này để lọc này và tụ. Đấy. Một cái quạt tụ rất là lớn ở đây này này. Các bạn nhìn chưa? Tụ rất là lớn này và hai tụ ở đây nữa. Đấy, chở sứ là hai chở sứ này. Đây. Ok. Con này thì phân tần rất là khủng. Rồi. Thì giá bình thường ngoài đang bán với giá là trên 7 triệu đồng, 7.500.000. Thì em nhập được đôi loa này thì em sẽ thanh lý, xin phép được thanh lý cho các bác với giá là số 23 loa Diva. Thì em sẽ thanh lý cho các bác với giá là 3.800.000 đồng nhé, một cặp loa bát 30 nha các bác nhé. Phần bát đây, phần chép này. Đấy. Rồi ok chưa? Giá rất chi là hợp lý và phải chăng dành cho anh em. Loa bãi ở ngoài đang bán với giá là 7.500.000 thì em thanh lý các bác với giá là 3.800.000 đồng nhá. 3.800.000 đồng. Rồi ok. Đấy là về những dòng loa ở đây em giới thiệu đến các bác. Và con này nó cũng sử dụng là một cái các bác có thể cắm cọc cũng được nhá. 3.800.000 đồng thùng cân. Rồi ok. Và tiếp theo ở đây là đến những dòng loa nằm. Loa nằm ở đây thì tiếp tục là một đôi loa BMB 1000C nhá các bác nhé.
Con này là cũng của anh khách, anh mua của Quang Ngọc Audio. Đấy, thuộc dòng chính hãng của BMB. Thì đối với dòng này nó sử dụng là ánh từ 7 màu nhá bác nhá, từ 7 màu. Và thiết kế đây, thiết kế cái phần này màu màu cánh dán nhá, thiết kế cái nhận là nhẹn, nhẹn cánh dán. Đấy, dòng này thì em sẽ bao zin bao xịn các bác, và nó cũng sử dụng gân là gân cao su. Đấy, gân cao su. Đối với dòng loa BMB 1000C này thì bình thường các bác đang mua ngoài giá đâu đó nó khoảng trên 7 triệu đồng nhá, bãi xịn nha các bác nhá. Dòng này sử dụng là phân tần rối, sử dụng là hai chép, hai chung, hai chép. Đây, thông số đằng sau đây em sẽ quay các bác này. CX1000C. Đấy, 700W, made in China nhé, hàng chính hãng BMB. Con này thì anh khách anh mua của Quang Ngọc Audio thì các bác yên tâm rồi. Đây, sử dụng này, con này là cái tiêu âm của nó sử dụng này như một cái chăn nhé, như một cái chăn phủ như này, đánh tiếng bass rất là sâu, lực ở trên những dòng loa BMB như này. Và đối với cái dòng loa BMB thì các bác đã biết rồi. Về phần thiết kế bên ngoài này, nó sử dụng thiết kế là lỗ thông hơi đằng trước rồi nhá. Và cái phần e căng này hay là phần vỏ thùng bên ngoài thì vẫn còn rất là đẹp nhá. Anh khách rất là giữ gìn. Con này thì anh nó rất là giữ gìn nhá, vẫn còn rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp nhá. Rồi, ok chưa? Vẫn còn rất là đẹp. Bây giờ em sẽ lấy một quả BMB để em đánh thử cho các bác để nghe được cái chất âm của dòng loa BMB này, để các bác có thể biết được cái chất âm của dòng loa BMB CX-1000 này. Thử anh ấy. Để đến đây này. Đây thì em tháo ruột một chiếc ra thôi nhé, còn một chiếc nữa thì em sẽ test thử chất âm cho các bác. Các bác có thể cảm nhận được cái chất âm của cái dòng loa BMB CX-1000C này. Em để này 5 năm. Đấy, đúng rồi. Này, thêm BMB đây nhá. Phê chưa? Quên con code này rồi. Đây hôm nay còn có một con code số nhá, quên mất, chưa ghi giá vào đây. Đợi các bác đợi chút nhá, em chưa ghi giá vào đây cho các bác. Còn một chiếc code số nữa. Trong lúc đợi đấy thì em ở đây em có một chiếc code số nhá. Thì chiếc code số DB Otic 2006 này thì em sẽ thanh lý cho các bác với giá là 4 triệu đồng nhé, 4 triệu đồng đối với chiếc con số DB Otic 2006. Con này thì của anh khách anh nâng cấp lên bên em một chiếc vang số DB S800. Con này thì vẫn còn hầu như là vẫn còn như mới nhé, không một vết chảy xước nào. Đấy, bảo hành cho anh em lên đến 1 năm luôn, 2 in 6 ao, chơi âm rất là hay, dành cho anh em sự kiện. 4 triệu đồng nhé các bác nhá, 4 triệu đồng, thanh lý cho bác 4 triệu đồng. Rồi ok, mở anh lên. Mời các bác lắng nghe chất âm của đôi loa của dòng loa BMB nhé.
có thể nghe được cái tiếng bát và cái tiếng chép nó rất là rõ ràng ở trên cái dòng loa BMB CRX 1000C này. Và giá thì em xin công khai với các bác là giá em thanh lý và chiếc số 24 này với giá là 4.800.000 đồng nhé các bác nhé, 4.800.000 đồng đấy. Rồi ok, và tiếp theo ở đây là em có một đôi loa Bose 301 series 5. Thì đối với cái dòng loa này thì hiện tại ở ngoài thị trường đang bán với giá hàng bãi nhé, đây em nói hàng bãi nhé, đang bán với giá là trên 7 triệu đồng đối với đôi loa Bose 301 series 5. Thì ở đây em thâu lại của bác khách hàng giá tốt cho các bác này. Con này thì em quay cả phần thông số đằng sau cho các bác có thể tham khảo được nhé. Đây. Đấy. Made in USA. Made in USA nha các bác nhé. 301 series 5. Đấy. Hai đường vào nhé, con này sử dụng là đường vào và giá kẹp này. Và thùng quách của con này nó vẫn còn rất là đẹp nha các bác nhé. Thùng quách vẫn rất là đẹp. Đấy. Rất là đẹp. Và kể cả những phần bên này cũng thế. Phần bên này thế. Đây. Đấy. Bát thì sử dụng là bát từ ánh 7 màu và cái này nó sử dụng là thép. Thép này là thép nó đúc nguyên khối nha các bác nhá. Từ ánh 7 màu nhá. Đây. Được chưa? Đầy đủ các mã số của bốt trái phải. Đấy. Phần tần ở trong đây. Đối với dòng loa bốt này thì cũng không cần phải giới thiệu nhiều các bác, tại vì cái dòng này nó rất là nổi tiếng trên thị trường và đánh tiếng rất là hay. Một là các bác dùng để trợ lời, hai là nghe nhạc tiếng rất là mềm và sâu. Và giá thì em xin thông báo với các bác là giá em sẽ khuyến mãi chiếc số 25 này với giá là 4.200.000 đồng nhé các bác nhé. 4.200.000 đồng. Rồi ok nhá. Đây em thu của anh này cái số này cho gọn gọn. Và tiếp theo ở đây là đến có một súp. Súp này là súp MUF súp M sao các bác nhá. Dòng súp bãi, súp điện bãi. Thì đối với dòng súp điện bãi này thì này là hàng của bên em. Thì em sẽ thanh lý cho các bác thôi. Ở đây thì em có hai quả thì em thanh lý các bác. Đấy. Còn duy nhất hai chiếc. Đấy, cuối kho để dọn hàng Tết. Thì ở đây em thanh lý cho các bác giá rất là phải chăng nhá. Con này thì sử dụng nó đánh trực tiếp và nó sử dụng là gân lụa tẩm dầu nha các bác nhá. Và đường vào thì nó sử dụng là đường input vào là sử dụng một đường là đường Newtrik, đường Newtrik. Đấy. Con này thì các bác sử dụng vang để cắt cốt trực tiếp nhá. Cắt cốt trực tiếp trên vang. Tiếng nó sẽ gọn hơn và hay hơn. Đấy. Đây, trong này nó có một cái hộp và bên ngoài nó sử dụng là một nước sơn sần nhá, nước sơn sần rất là đẹp. Và dòng súp này đánh tiếng rất là hay và mềm. Đối với một dòng súp mà sao này nó sử dụng là bát neo và côn là côn 100. Thì đối với dòng này nó đánh không khác gì những dòng súp hơi trên thị trường hiện nay nha các bác nhé. Đấy, đánh giá là tiếng không kém gì dòng súp hơi. Đấy. Thì giá đây, vân lụa tẩm dầu hai lớp này. Bát đây. Đấy. Ok. Thì giá thì em xin thông báo các bác là giá em sẽ thanh lý với giá là 4 triệu đồng nhé. Đối với quả súp này em thanh lý với giá là 4 triệu đồng. Đây. Súp này em thanh lý cho các bác chiếc số 26 này. Súp M sao với giá là 4 triệu đồng nhé. Đấy, thùng rất là sâu, đánh rất là lực. Và dùng cho những bác khách hàng hay là anh em đánh trong không gian cỡ khoảng tầm từ 20m² trở lại nhé. 20-25m² trở lại thì để có thể sử dụng những dòng súp này đệm cho những dòng loa nằm hay những dòng loa bát 25, đánh rất là tốt nhé. Đấy. Thì vừa qua thì em đã quay và gửi tới các bác những một clip thanh lý. Đấy, vừa qua đây là một trong những rất là nhiều những mặt hàng mà các bác đã gửi về tại trong cơ sở miền Nam. Ở đây là khoảng gần 30 món. Còn một số món nữa thì em cũng chưa bày ra. Thì em sẽ dịp khác em sẽ quay để gửi tới các bác nhé, trong khoảng tuần sau chẳng hạn. Thì hôm nay thì có bao gồm những mã sản phẩm ở đây thì em đã quay được gửi tới các bác rồi. Thì các bác cần mua hàng hay là cần liên hệ, cần nâng cấp đổi mới thì có thể liên hệ với cả Hiếu Minh Audio qua các số điện thoại online trên này nhé. Cơ sở 1 là 0919182233 và 0869997229. Và cơ sở 2 là 0982352313. Đấy. Thì ngoài ra thì em vẫn còn rất là nhiều thiết bị và cũng gần Tết thì hứa hẹn sẽ có nhiều những mặt hàng giá tốt nhất, thứ hai là chất lượng tốt nhất sẽ gửi tới các bác và anh em nhé. Và em cũng xin kết thúc clip ở đây và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo của cửa hàng Hiếu Minh Audio chi nhánh tại Việt Nam nhé.